Thứ nhất là Nguyễn Công Danh, hai là Lê Tiến Đạt và em là Trịnh Thái. À, tụi em hôm nay đang đứng ở công viên Cỏ Trắng quay ứng dụng Khí Nén và Thể Lực. Và sau thay cái này sau đây thì thầy sẽ thấy là đây là tài nguyên và ứng dụng Khí Nén vào ở sử dụng trong máy bay lên rồi.